Ngày 16 tháng 4 năm 2022, giá vàng thế giới vẫn duy trì ở mức cao khi nỗi lo về lạm phát hay căng thẳng Nga với Ukraine vẫn chưa giảm. Giá vàng miếng tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC được mua vào 69,15 triệu đồng một lượng và bán ra 69,8 triệu đồng một lượng, tăng 100.000 đồng so với cuối ngày hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán vàng miếng tại SJC trong những ngày qua đã giảm xuống còn 600.000 đến 650.000 đồng mỗi lượng. Riêng vàng nhẫn 4 số 9 loại 1 đến 2 chỉ cũng tăng 100.000 đồng, lên giá mua vào 56 triệu đồng một lượng và bán ra 56,9 triệu đồng một lượng. Chênh lệch giữa mua với bán vẫn duy trì ở mức 900.000 đồng một lượng. Trên thị trường thế giới, giá vàng cuối tuần đứng yên ở mức 1.973,7 đô la Mỹ một ounce, tương đương gần 54,8 triệu đồng một lượng, chưa bao gồm thuế phí. Hiện giá vàng thế giới vẫn thấp hơn giá vàng miếng SJC gần 15 triệu đồng một lượng. Kim loại quý này đứng yên do một số thị trường như Mỹ, Úc và Hồng Kông nghỉ lễ vào ngày thứ 6 tuần thánh. Mới đây, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc BBOC bất ngờ giữ nguyên lãi suất cơ bản cho vay trung hạn, bất chấp nhiều kỳ vọng rằng họ sẽ hạ lãi suất cho vay lần thứ 2 trong năm nay. Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc BOK đã tăng lãi suất lên 1,5% khi đưa ra quyết định chính sách mới nhất của mình. Hay Ngân hàng Trung ương Canada BOC và Ngân hàng Dự trữ New Zealand RBNZ cũng tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản. Việc các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới nâng lãi suất đã làm nhà đầu tư chắc chắn về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ thực hiện chiến dịch tăng lãi suất trong cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 5. Lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã lấy lại mức cao nhất trong 3 năm ở mức 2,83%. Nhưng bất chấp đồng đô la Mỹ và lãi suất trái phiếu gia tăng, vàng cũng được hỗ trợ do những căng thẳng địa chính trị hay lạm phát nhảy vọt tại nhiều nơi. Do vậy, nhiều nhà đầu tư vẫn lựa chọn kim loại quý này làm kênh trú ẩn an toàn, nhất là cuộc xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine chưa có dấu hiệu chấm dứt. Chẳng hạn, quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Goldrush trong tuần này đã có 2 phiên mua ròng và 1 phiên bán ròng, đưa lượng vàng sở hữu lên mức cao so với cuối tháng 3, đạt 1.099,49 tấn.